Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Quả cập nhật mới nhất đập vào mắt mình, nó chính là cái phông chữ, nhìn có vẻ là rõ hơn rồi, mấy hôm trước nhìn kiểu mờ ảo vãi chưởng luôn anh em ơi. Nhưng hôm nay thì trông có vẻ là đầy đặn hơn, nhìn cũng rõ ràng hơn tí anh em nhé. Tiếp theo nữa thì như mình đã review bên bản Global và dự đoán rằng là sẽ sớm cập nhật thôi thì em ứng lòng, đã được cập nhật skill mới nhất rồi anh em ơi. Và skill của em nó không còn lao vào bổ một phát nữa mà nó đã hoàng tà là bắn hơn. Đánh 5-6 phát thì bây giờ đi thử đấu pháp phát xem là em nó khiêu chiến như thế nào. Ô khoan. Nhưng mà giao diện chứ ở trong này bị thế nào này? Ở trong này thì nó lại kiểu áo ma Canada thế nhở? Trông hơi tức cái mắt anh em ơi. Khiêu chiến thử xem nào để xem em ứng lòng đánh đấm ra làm sao nha. Rồi, ui, có tốc độ x3. Holy shit. Khoan, nhưng mà để xem skill ứng long thì để lại tốc độ x1 nha anh em. Chiêu. Rồi, cố lên. Hiệp 5, ứng long. Uầy, được nhá. Hay anh em ơi. Rồi, để mình vào phụ bản này đánh đấm thử lại xem như thế nào nha anh em. Để x3 phát nào. Đấy, bao giờ đến hiệp 1 này. Ấy, được nhờ anh em nhờ. Ra gì phết. Ok này. Skill của linh thú các kiểu con này đều là trông có vẻ là wax select hơn nha anh em. Đánh lại thử phát nữa xem như thế nào. Ơi, kỳ lân cũng cập nhật luôn nha, chứ không phải là chỉ cập nhật mỗi ứng long đâu. Tất cả skill pet thì đều được cập nhật anh em ạ. Thêm phát nữa nào. Phát cuối thì ứng long có nổ một quả sát thương hầu như là to hơn những cái lần trước nha, chứ không phải là chỉ cạp một lần duy nhất nữa. Đóng băng. Rồi. Mày này, ui nó né được. Ui, cố lên. Đây, ăn được không? Ngon lành luôn. Mở màn cho quả skill mới thì em ứng long đã giúp mình vượt được cái ải mạo hiểm vừa rồi nhá. Bên cạnh đó thì mình thấy có một số những cái sự kiện mới được cập nhật này. Linh dịch ngọc tương. Ai chà chà, cái gì đấy? Mỗi lần chặt cây nhặt thêm tu vi mà lại cần tốn 25k. Thử xem như thế nào nha anh em. Ok, trùy luyện nhận thêm tu vi 10%. Hả? Tự nhiên có cái bình ở đây này anh em này. Đâu, thì thử chặt cây cái xem như thế nào nào. Đây, mở tốc độ x3. Ôi dồi ôi, thì chết rồi. Sau khi cập nhật xong thì nó lại về hết những cái reset để dừng kêu lực tăng này. Rồi tăng tốc chặt này, choáng này, né này, hoặc này. Ok, thử xem như thế nào nha. Ủa, gì đấy? 493, 426. Bình thường là mình chặt một quả đào thì mình sẽ được cộng 10 tu vi, đúng không? 3 quả đào thì là 30 tu vi. Nhưng hình như ở đây là mình được cộng thêm 10% nữa, tức là 33 tu vi nếu như mình dùng 3 quả đào hay sao ấy. Thử phát này anh em này. Ôi thì chết. Né à? Thế thì phải đổi luôn đấy chứ. Ra trận này. Ok. Rồi, nhặt luôn. Ô, có tăng điểm lực chiến này anh em này. Perfect luôn. Rồi đây để mình chặt nhá. 592 đúng không? Chặt một phát này để xem là bao nhiêu đây. Hay. Tách trang bị luôn này. Ủa, lên 603. À đấy, đúng là được 11 tu vi. Tức là cộng thêm được 10% nữa anh em ạ. Ôi chào, mất ngay 25k. Không, nhưng mà nếu như mà xả nhiều đào á thì giúp cho chúng ta lên level nhanh hơn đấy. Khoan, nhưng mà nó có hiệu lực trong bao lâu? Mỗi ngày nhận thêm lượt là 550, tức là chỉ có 550 lượt thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta sử dụng 1.000 đào thì sẽ lên 600 lượt này. 2.000 đào là 650 lượt. Ồ, 32.000 đào là sẽ có 1.000 lượt. Hợp lý à? Cái này là có vĩnh viễn không ta? Hình như là vĩnh viễn. Hôm nay đã nhận được cái này, 13/550. Đúng rồi. Đấy. Nhưng mà khả năng cao là cái này có vĩnh viễn nha anh em. Bởi vì là không thấy để ngay ở đấy. Tiếp theo là cái sự kiện quyết đấu bang này thì nó đã lòi ra ngoài cái màn hình chính này rồi. Thay vì trước đây là chúng ta phải ấn vào bang này, sau đó ấn vào quyết đấu ở đây nó mới hiện ra. Nhưng mà bây giờ nó đã ra màn hình chính luôn để anh em đỡ quên. Tiếp theo đó là có triệu hồi tiên hữu này anh em này. Ui, sự kiện mới à? À, cái này là nếu như người chơi cũ ấy mà kiểu off game lâu quá mà được mời về đây thì mình sẽ có thêm lượt. Anh em ơi, mã của mình thế này. Anh em hãy copy ngay cái mã của mình vào. Đấy, sau đó ấn vào mã triệu hồi để có thể là cho mình xin một vài lượt quay được không? Anh em nào mà lâu không chơi ấy, đấy, off game các kiểu. Đấy nha anh em nhá, 000VVMPMHSW. Tiếp theo một sự kiện mới, Thụy Thú Ban Phúc. Má, đọc đau hết cả mồm anh em ơi. Có một ô quà tùy chọn này. Linh thú, tinh quái, thần thông. Mình bây giờ là mình chỉ cần thần thông thôi anh em ơi. Làm thế nào? Nhận ban phúc. Có 5 lượt tỷ xem video liền. 10 đào à? 5 giây thì mình có thể là reset lại cái lượt xem video này nha anh em nhá.
Tiếp tục phát nữa đi. Ui giời ơi, 10 giây chứ không phải là 5 giây đâu anh em ơi. Mỗi ngày chúng ta sẽ có 5 lượt free. Thế còn kiếm đâu ra những cái lượt mà không free đây? Ủa? Thế nó không có gói gủng gì anh em ạ. Mình chỉ thấy là cứ 5 lượt này thôi. Thế tức là cứ xem video là được luôn anh em ơi. Tức là ngày 1 có 5 lượt, được 50 đào. Ngày thứ 2 là mình sẽ có 25 bình. Ngày thứ 3 là được 50 cái ngựa linh thạch. Ui, được nhở. 120 mà chia cho 5 thì là bao nhiêu ta? 24 ngày anh em ơi. 24 ngày là mình sẽ được một thần thông ngộ đạo tùy chọn. Ok, thế thì thôi, mình sẽ off game và hẹn 24 ngày nữa. Sau khi nhận được thần thông ngộ đạo này, mình sẽ quay lại làm video cho anh em nhé. Và thêm một sự kiện mới nữa là cửu viện Tây Thiên. Ủa? Gì ấy? Trông lạ đấy. Đi cửu viện xem nào. Kim Thiền giáng chức, bốn thầy trò gặp nhau. Giải cứu anh em ơi. Xuống đi thấy ấy. Ok luôn. Ui khó này. Rồi luôn. Giờ sao đây? Pa chia. Xuống đi. Ủa? Thế sư phụ bây giờ xuống kiểu gì? Đây xuống được. Ba thầy trò xong luôn nha anh em. Hãy sau xem nào. Tiếp tục là Ngộ Không xuống trước. Pa chia. Ok á? Đây, cắt ở đây. Đấy. Hợp lý luôn. Ủa? Thế chưa thấy bốn thầy trò nhỉ anh em nhỉ? Một phát cho mình xuống luôn. Đấy, hết sức cẩn thận nha anh em. Dụng luôn. Mà sao ba thầy trò béo thế? Đây. Xuống này. Ok, xuống luôn. Cắt ở đây. Đấy. Ba thầy trò thôi. Chưa thấy sang ổ tinh ở đâu nhỉ anh em nhỉ? Hả? Hết rồi à? Ok, nhận luôn này. Có quà luôn này anh em ơi. Rồi. Ngon luôn. Tiếp theo là phải cần 6 giờ nữa thì nó mới mở khóa anh em nhé. Sơ sơ qua xem nào. Đây này. Có skin mới này. Cá lưu sa này anh em này. Rồi luôn. Nhị lang điểu này. Có thêm 2 skin mới anh em ạ. Thì ra là sang ngộ tính là lạc ở trong này anh em ơi. Có 3 thầy trò ở kia nhưng mà sang ngộ tính là lạc ở trong cái phần ngoại quan này, nhưng mà không biết là chơi sự kiện gì thì mới có thể là sở hữu được 2 skin mới đấy nhỉ. Hình như mình thấy có bảo là cập nhật một chút gì đó liên quan đến cái trấn yêu tháp này anh em này. Đây này, ví dụ như là nguyên thể, nó cho thêm một cái phần vào đây nữa để chúng ta có thể hoán đổi những cái môn phái của mình, tùy chỉnh làm sao cho nó đi cái trấn yêu tháp này hợp lý hơn. Búp dự kiến này thì cũng sẽ được tối ưu hơn này. Khiêu chiến tiếp này. Ôi dồi ôi, mình cứ tưởng là có thêm cái tính năng là ấn bỏ qua ở đây. Hóa ra là vẫn chưa này anh em. Sau này. Nhưng mà có tốc độ x3 rồi thì đánh đấm nó cũng là tiết kiệm thời gian hơn. Đó. Thì khi mà chúng ta đi PK, đi vượt ải thì cũng vậy. Thêm một cái nữa là chúng ta có thêm cái phần là treo máy anh em ơi. Đây này. Đấy. Nó sẽ tự động đếm ngược trong vòng 3 giây và nó sẽ đi vượt ải cho anh em luôn. Tức là nếu như trong lúc anh em đang đi tắm chẳng hạn, anh em bật cái này lên là nó sẽ tự động là nó đi vượt ải cho anh em luôn. Hợp lý. Ngày xưa thì cứ phải dùng auto. Mình là mình chơi giả lập LD player trên PC ấy, là mình cài auto. Thì đến cái lúc mà phải lựa chọn những cái búp ấy, thì nó phải bắt buộc là dừng lại. Nhưng bây giờ thì nó đã tự động rồi. Ngon. Thêm một tính năng nữa khá ok nha anh em. Ở trong phần bang thì có thêm cái cập nhật nữa là tranh bá cửu U này. Nhưng mà hoạt động này chưa mở. Thôi, khi nào mà nó mở thì mình sẽ lại tiếp tục review cho anh em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh nhé. Có cái gì mới, có cái gì hay mình lại tiếp tục review cho anh em xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.